tôi đùa lầy quá, tôi bị đánh quá. Thế các bạn là mình nhét điện thoại trong quần, anh Dương không ngờ tìm được. Đây, mình nhét trong cái nhét thâu vào. Đây nhét, đây thôi, che áo lên. Đấy, đấy chưa? Được, được, anh cho một like. Đây đi, gọi anh vào đấy đi, có ở đây đi. Có Vinh, chỗ nào? Anh cho mày 200. 200? Anh Vinh không vì 200 mà bán rẻ em đâu. Anh Thảo thì được 500 đúng không? Anh cho mày 200, anh lấy 300. Chia đôi, được không? Được, 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 được. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và dành cho những ai là đầu tiên theo dõi channel của mình thì mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình đã lên một kế hoạch. Đấy, mình đã lên một kế hoạch. Đó là mình sẽ giấu cái iPhone XS Max của anh Phương Hữu Dưỡng. Đấy, các bạn biết là anh Phương Hữu Dưỡng thì đấy có cái điện thoại mới rất là xịn, rất là ngon đúng không? Đấy, XS Max xịn nhất bây giờ. Thì mình sẽ lên kế hoạch để giấu điện thoại đấy của anh đấy. Ok các bạn. Và dạo này các bạn thấy là mình kiểu rất thích chơi game liên quân đúng không? Mình còn kiểu đi mua vé để chuẩn bị đi xem thi đấu đấu trường danh vọng không? Dạo này kiểu mình như kiểu nghiện ấy. Đấy là mình đã tìm hiểu rất là nhiều những cái shop để mua được acc ngon. Đấy thì ngày hôm nay mình lại phát hiện ra một cái shop kiểu rất là ngon, rất là uy tín. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục thử cho các bạn xem nhá. Ok, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ thử tìm nick một lúc rồi chúng ta sẽ đến với Choi giấu điện thoại của anh PHD. Ok các bạn, bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nhá. Thì mình sẽ vào luôn cái shop để cho các bạn xem. Ok, mình vào nhanh thôi, xong mình còn đi chôn với điện thoại của anh PHD. Chúng ta sẽ cùng vào shop đạt09.com. Cái tên shop này nghe buồn cười các bạn nhớ, các bạn thử đọc ngược lại xem. Mình nghĩ kiểu chủ shop này cũng được ấy. Rồi, enter shop đạt09.com nhá. Ok, wow, vừa vào chúng ta đã thấy trang chủ rất là bắt mắt, rất là đẹp. Shop đạt09.com Hoàng Văn Đạt. Ở đây thì có bán acc Liên Quân Mobile này. Ui, có cả thuê acc nhá. Nói chung là bạn nào mà không muốn mua luôn ấy thì mình có thể thuê. Như kiểu là thuê để đánh thi đấu các thứ cho oai ấy, xong ấy. Xong rồi là ấy thôi, có thuê này. Wow, cũng có thử vận may sơ cấp 9k, trung cấp 15k và thử vận may cao cấp. Ui, có cả thử vận may siêu cấp. Ui, ở đây bán cả đích đột kích anh em ạ. Wow, dã man thật các bạn ạ. Ôi, ở đây còn có cả chat với admin hỗ trợ nhá, có nghĩa là khi mà các bạn gặp bất kỳ một vấn đề gì ấy thì có thể được admin tư vấn luôn, tại vì nhiều khi nó là kiểu trên mạng ấy thì nó có những cái lỗi ấy, thì các bạn có thể chat với admin để được hỗ trợ luôn. Nói chung là service này mình thấy rất là ổn. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình. Ngày hôm nay thì vào shop này thì mình sẽ chỉ thử vận may 9k thôi, tại vì là mình cũng có nạp một cái thẻ Viettel 10k vào đây rồi. Thì ở đây cũng có những cái hướng dẫn nạp tiền ấy, thì các bạn rất đơn giản, các bạn chỉ cần ấn vào phần nạp tiền nhá. Đây, xong chọn loại thẻ này. Đấy, xong rồi chọn mệnh giá này. Các thứ là có luôn, cái này rất là dễ. Các bạn chỉ cần ấn phần nạp tiền và làm theo hướng dẫn. Ok, bây giờ thì mình sẽ mua thử, đấy, tiếp tục thử cái vận may của mình. Xem là ngày hôm nay mình có tiếp tục may không. Dạo này mình may nhiều quá các bạn ạ. Kiểu may đâm ra ham ấy, giống kiểu các bạn đánh đề ấy. Đây, các bạn đánh đề, các bạn bỏ ra có mỗi vài nghìn thôi, các bạn được rất là nhiều tiền thì các bạn có ham không? Quá ham. Bây giờ thử vận may 9k này nó cũng thế, các bạn kiểu ham, các bạn được nick acc ngon các bạn ham. Ok, bây giờ mình sẽ thử vận may sơ cấp 9k luôn. Nào, random là nói chung là hên xui các bạn ạ. Mình tiếp tục kiểu random nhá, random mình không nhìn nhá, xong mình chọn nhá. Ôi, ra ngay cái này. Ok, 200656, thử ngay. Bạn có chắc chắn muốn khuôn tài khoản này không? Có, anh em phải quyết đoán. Một khi đã mua là mình phải quyết đoán. Ok, như vậy là mình đã mua được cái acc này rồi. Bây giờ việc còn lại chỉ là đăng nhập vào và xem mình có may mắn không nhá. Lần này lại là một lần hên xui kiểu đánh đề tiếp, xem có may mắn không. Ok. Ok các bạn, như vậy là mình đang vào acc rồi nhá. Nói chung là hình như là mình đã tiếp tục may mắn rồi đấy. Mình nhìn lên level 30. Ôi, hạng cao nhất là tiếp tục bậc cao thủ. Vãi. Ôi. Sao mà ôi, tỷ lệ thắng cũng cao. 56,8%. 72 trang phục và 62 tướng. Ôi, giờ mình sẽ xem nhá. Ôi, rồi bản ngọc 90 này. Dã man, bây giờ xem tướng thế nào. Ôi, rồi ôi, ngũ không này. Skin các kiểu. Skin. Còn đấy, còn đấy các bạn ạ. Chuyện cứ may may thế nào ấy các bạn ạ. Toàn được acc ngon, nói chung là tướng các thứ nhìn xịn thật. Wow, xịn quá các bạn ạ. Em ơi, mình thề nhá, mình cầm cái acc xịn mà ngon như thế này ấy và đi đánh ấy, oai hơn hẳn đấy. Được, quá là ngon luôn. Nói chung là ngày hôm nay mình đã tiếp tục may mắn rồi. Không hiểu, mình rất là may mắn nhá. Với mức giá mà chỉ có 9k thôi mà được cái acc này, nói chung là quá là ngon.
lại là một lần kiểu trúng xổ số tiếp. Ok, cảm ơn số 809. Ok các bạn, rồi bây giờ thì sẽ không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ kiểu thực hiện màn choi số điện thoại của anh BHD nhá. Ok, ngày hôm nay thì mình đang đi chơi với anh Dưỡng và anh Vinh Tiền Lẻ thế này, các bạn xem. Đấy, hai anh đang đi chơi. Bây giờ thì mình sẽ có một thử thách dành đến cho anh Dưỡng và anh Minh Tiền Lẻ. Ui giời. Anh Dưỡng ơi, bây giờ anh có dám hy sinh cái iPhone XS Max của anh không? Có. Có thật không? Anh vứt xuống A còn được nữa. Bây giờ anh đưa đây. Đưa làm gì? Đưa cho em, cứ đưa đây. Anh nhá, bây giờ em sẽ cầm cái iPhone XS của anh. Xong em sẽ giấu đi ở chỗ này. Đây, chỗ này nhá, nhìn thấy chưa? Xong rồi anh sẽ phải tìm thấy nó. Nếu mà anh tìm được ấy. Thế không tìm thấy thì mất à? Không tìm thấy thì em giấu thì em phải biết là em giấu ở đâu chứ, đúng không? Bây giờ anh tìm được thì em sẽ mất anh 500k nhá. Còn nếu anh không tìm được thì anh mất em bao nhiêu tiền? Anh bỏ điện thoại ra để làm video cho em mà anh mất tiền á? Thế anh không tìm, anh không tìm được cơ mà thì anh thua cơ mà. Cho em điện thoại luôn. Cho em điện thoại luôn á? Rồi. Thật không? Kinh, lần này chơi lớn quá là anh Vinh, anh Vinh. Anh Vinh làm chứng cho em nhá. Anh làm chứng cho. Rồi bây giờ anh nhắm mắt lại đi. Đây. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại để em ấy nhá. Đây, đi 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 chỗ khác đi. Để em giấu. Không, cái anh Dưỡng, anh mở mắt được, anh không bảo được rồi. Đây, phải đi chỗ khác, không thì nghe thấy. Để em phải quay, em phải nói với các bạn. Nhưng bây giờ đi chỗ khác, đi hết chỗ khác rồi. Anh Vinh đi đi. À thôi, anh Vinh ở đây, em tin tưởng anh Vinh, chỉ chơi anh Dưỡng thôi. Đi xa vào, nhảy đi, nhảy, nhảy, nhảy ra kia đi. Xa chưa? Rồi đấy. Mấy bạn, bạn trông giúp mình đừng để anh ấy đi lại gần chỗ này nhá. Ok. Anh Vinh ơi, bây giờ mình phải tìm như nào để... giấu đi bây giờ, kiểu gì bây giờ? Đây. Là một giấy em giấu. Ở dưới khe này. Khe này á? Hai giấy em nhất. À rồi, 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 được, 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 được. Bây giờ mà giấu ở khu này kiểu gì anh Dưỡng nhìn tìm thấy các bạn ạ. Ừ, đấy. Thế thì, rồi, rồi, thế, ok. Thế thì em phải vẽ lên đây nào. Ok, ok. Em kẹp áo xuống. À, được, 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 được. Rồi, rồi. Ok các bạn, như vậy là mình và anh Vinh Điện Lẻ đã có một cái ý tưởng này nhá. Đây đây đây, cái điện thoại đây là iPhone XS Max này. Trời ơi xịn. Con này mình phải quyết tâm để giấu được nó. Đây thì bây giờ mình sẽ nhét vào trong quần. Đây anh Vinh quay 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 em nhét vào trong quần. Thề với các bạn là nhét vào trong quần nhá. Thế các bạn là mình nhét điện thoại vào trong quần, anh Dưỡng không thể tìm được. Đây. Mình nhét vào trong quần. Nhét thâu vào. Đây nhé, đây thôi, chạy áo lên. Đấy, thấy chưa? Được, được, anh cho một like. Đi gọi anh Dưỡng về. Rồi, ok. Đây, Dưỡng về nhá, đây mình để cho mày. Không rời đâu. Anh Dưỡng ơi, quay lại tìm đi. Kinh. Anh à, anh à, anh à. Mệt lắm rồi, thế này tìm không được thì sao? Thôi anh Dưỡng ngất rồi các bạn ạ. Sáng hôm nay chưa ăn sáng. Chơi nhiều trò mệt quá các bạn ơi. Bây giờ có tìm được không? Ớ. Tìm mà giấu đây rồi. Giấu anh rồi. Anh đèo điện thoại vỡ điện thoại làm nào. Vỡ em đền cho anh. Đã bảo là khó rồi, chỗ này nó nhiều như thế này, bới làm sao được. Vinh ơi, ở đâu ấy? Thế có sợ mất cái điện thoại không anh? Trời ơi, đống này tìm thế nào được? Tìm đi, cái quyết tâm đấy chứ, sao chưa gì đã bỏ cuộc này? Trời ơi, nó sâu 1 mét rồi em ơi, em thắt ra đây được 1 mét. Em chỉ giấu ở trên trên thôi, em không giấu ở sâu đâu. Đi hết một loạt đi. Không phải giấu ở đấy đâu. Ở đâu, giấu đâu Vinh? Ở đâu, đâu, đâu? Ôi bên này lại là một biển nữa. Anh Dưỡng mệt rồi, anh Dưỡng hôm nay là đuối rồi. Hôm nay chơi nhiều trò quá. Mình phải nhân lúc anh ấy mệt nha, mình mới bắt đầu mới chơi. Đâu, có cái đỏ đâu không thấy. Đấy anh cứ ở đấy đi, cứ ở đấy đi. Có. Vinh, chỗ nào? Anh cho mày 200. 200. Anh Vinh không vì 200 mà bán rẻ em đâu. Tham khảo thì được 500 đúng không? Anh cho mày 200, anh lấy 300. Chia đôi, được không? Được, liên đoạn nói thế nào? Được, được, được.
Tôi làm ôi, anh Vinh bán rẻ em à? À, anh Vinh này không được rồi. Nhà anh Vinh này, anh Vinh thế này là không được rồi. Anh Vinh chạy ra chỉ cho anh đấy. Chạy ra đi, chạy ra luôn, chỉ luôn. Anh Vinh ơi, sao anh lại nỡ lòng nào đối xử với em như thế hả anh Vinh? Dạ. Sao thua vừa mới anh Dương chưa từ đã mới chịu thua. Anh Dương nhờ mình là nông có trai ai lại chịu thua sớm thế. Cái iPhone XS Max này nó rẻ đâu mà. Ôi ôi các bạn ơi. Đâu? Anh không thấy. Anh Vinh. Em là người đưa ra thử thách làm sao mà em nói cho anh được. Anh nuôi anh cũng nắm mắt vào em để anh biết thế nào. Đâu, thằng thằng kia, mày bảo chỗ này sao, tao tìm không thấy. Tụi em nắm mặt mà em không biết, em chỉ vừa thôi. Đánh rồi. Can tội thằng này nó chỉ tôi đằng nhằng. Giấu ở đâu? Giấu ở đâu? Mồm. Điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Tìm thêm đi anh đã tìm chỗ này đâu này, đấy chỗ chưa tìm này. Đây chỗ này chưa tìm này. Anh mệt rồi đúng không? Nhìn anh Dưỡng này, nhìn anh Dưỡng bự con rồi mệt ngồi thở hốc hộc. Tám hồi và thở. Mệt quá các bạn ơi. Tôi chơi tất cả các trò ở trong cái khu chơi này rồi. Mồ hôi nhễ nhại này. Mệt kinh khủng luôn. Thế này thì mất cái điện thoại rồi. Điện thoại em giấu ở đâu? Bảo anh chứ. Ơ nhưng bây giờ em đang chơi thử thách mà. Không chơi nữa, đưa điện thoại đây. Không chơi nữa. Rồi. Điện thoại đây, không chơi nữa. Rồi em giấu ở đâu em không nhớ. Mệt lắm rồi, đưa đây. Rồi rồi các bạn ơi. Thế bây giờ anh chịu thua à? Giản thoại đây không chơi. Ôi rồi. Rồi. Nếu anh chịu thua em bảo này. Rồi từ từ. Chịu thua chưa? Đưa giản thoại đây không chơi luôn. Không chơi nữa là. Đây không chơi. Không chơi nữa là anh chịu thua rồi à. Mệt lắm mà không chơi đâu. Ôi rồi rồi. Anh chịu thua rồi. Ôi rồi ôi nhìn kìa các bạn, nhìn anh Dưỡng bụi con này. Thế bây giờ chịu thua thì mất cái điện thoại còn gì nữa? Trả điện thoại đây. Trả điện thoại đây. Điện thoại anh đâu đây. Ơi, rồi ôi các bạn ơi. Thôi bây giờ em nói thật với anh này, anh tìm ngõ góc kia. Chắc chắn ở đấy. Không có đâu nào. Anh cứ tìm em chắc chắn ở đấy. Không có, các bạn ơi, nếu mà không có cho tôi đã đánh Thảo. Chắc chắn ở góc kia đấy. Đấy ở đấy, ở đấy đấy. Tìm đi, mò đi, mò cẩn thận vào. Ui ôi, ném. Mò đi xem nào. Chết rồi các bạn. Ôi ôi, anh Dương rút cả đầu xuống này. Khổ thân, ui ôi, quằn quại. Anh đừng đánh em nhá. Đâu? Ở đấy. Không có. Trời ơi các bạn ơi, tôi bị đánh rồi. Tôi đùa lầy quá, tôi bị đánh rồi. Đâu? Điện thoại đâu? Đấy, chị thua chưa? Không, chị thua, trả lại anh đây, không chơi nữa. Đây, không chơi nữa, anh chơi để ở đây. Đưa đây. Các bạn ơi, cứu tôi. Trả lại đây. Làm nào rồi anh Vinh? Thế mà anh không chịu thua hả? Sao hôm nay anh chịu thua? Dương bự con chịu. Tôi chịu thua. Trả điện thoại anh đây. Đây. Điện thoại anh đây. Đâu? À, dám cắp cặp quần phải không? Nhét cặp quần đây các bạn ạ. Tôi nhét cặp quần. Đây. Mồm chứ đảo nó bảo giấu ở đây nhá. Do Thảo bảo cho giấu ở đây. Thế mà lại bây giờ Thảo đút trong cặp quần. Thế Thảo chứ đảo rồi. Em với anh Vinh thông đồng với nhau để không cho biết. Anh để cho anh tìm khắp nơi cho mệt đấy. Ê, điện thoại thân yêu của tôi đây rồi. Không chơi nữa rồi, chẳng không chơi nữa rồi này. Chơi đều đấy nhờ này, ngày hôm nay tôi thấy các bạn, ngày hôm nay anh Dương là chơi mệt rồi nên là chơi rất là đều này, các bạn thấy không? Yeah. Thôi coi như em trả cho anh nhá. Trả đâu? Anh có tìm đấy đâu? Ok, tôi thua. Thế tôi thua thì mất cái gì? Thả mất gì hả? Ok các bạn, ngày hôm nay thì mình đã kết hợp với anh Vinh để lấy
này để cho anh dưỡng, nhưng mà anh Vinh ơi, hôm nay anh dưỡng chơi lầy quá. Ừ, chơi đẻo quá. Có thể là bạn mình đùa anh ấy hơi ác đây, anh vẫn còn đang ném ấy. Anh dưỡng vẫn đang ném vào mình này. Có thể ngày hôm nay mà mình chơi anh ấy hơi ác nên là anh ấy còn không thèm không thèm chơi luôn. Có thể chơi luôn. Không chơi luôn, chơi đẻo này, chơi anh ra này. Sao bây giờ lại ném này? Lần sau mình cứ ác chứ. Bây giờ anh Vinh này sẽ nghĩ một cái trò khác cho anh dưỡng kinh hơn thôi. Xin chào các bạn nha. Các bạn.